Chào mừng các bạn đến với Any TOEIC. Bài giảng hôm nay của chúng ta sẽ về phần TOEIC Listening Part 1, các câu hỏi về vị trí. Nội dung bài học của chúng ta sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất đó là chiến lược làm bài. Phần thứ hai chúng ta sẽ đi vào phân tích các ví dụ cụ thể. Và phần thứ ba đó là các ví dụ để luyện tập. Nào chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ nhất đó là chiến lược làm bài. Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn các mẹo để làm bài và những từ vựng thường được sử dụng trong câu hỏi vị trí. Những câu hỏi vị trí thường dùng các giới từ để miêu tả mối liên quan về vị trí của các sự vật ở trong hình. Vì vậy, các bạn cần phải học thuộc các giới từ chỉ vị trí như ở dưới đây. Ví dụ như above là bên trên, under hay là below hay là beneath là bên dưới, beside là bên cạnh, across ngang qua, around xung quanh, into vào trong. Mẹo để làm bài thi thì gồm có 2 bước. Bước thứ nhất đó là cần phải nhìn lướt qua ảnh để hiểu được tình huống. Ví dụ như đối với một bức ảnh ở bên cạnh này, các bạn cần phải nhìn hình ảnh và phân tích được có một người đàn ông đang ngồi cạnh bàn, có bánh ở trên bàn, có một người phụ nữ đứng cạnh người đàn ông và có một băng rôn ở phía đằng sau. Bước thứ hai đó là chúng ta sẽ nghe và loại trừ được đáp án sai. Đối với lại bức ảnh bên trên sẽ có 4 đáp án tương ứng. A. There is a vase of flowers on the table. Có một chiếc lọ hoa ở trên chiếc bàn. Câu này chúng ta có thể loại ngay vì trong bức tranh không có hoa gì hết. B. The cake is between the man and the woman. Chiếc bánh thì nằm giữa người đàn ông và người phụ nữ. Chúng ta cũng có thể loại câu này bởi vì chiếc bánh thì không nằm giữa người đàn ông và người phụ nữ. C. The woman is next to the man. Người phụ nữ thì đứng cạnh người đàn ông. Câu này có thể đúng, vì vậy chúng ta sẽ giữ lại. Thì the man is eating cake in the kitchen. Người đàn ông thì đang ăn bánh ở trong nhà bếp. Chúng ta có thể loại ngay câu này vì người đàn ông đang không ăn gì cả. Vì vậy câu C sẽ là đáp án đúng với lại bức tranh này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến phân tích các ví dụ cụ thể để có thể hiểu hơn được và áp dụng được cái mẹo làm bài này. Các bạn hãy cùng nhìn bức tranh này và làm theo bước thứ nhất, phân tích hình ảnh. Chúng ta có thể thấy là có một cô gái ngồi ở trong văn phòng. Vậy thì chúng ta sẽ có các từ như the woman, office, máy tính, giấy tờ ở trên bàn, có computer, paper, desk. Cô gái thì ngồi cạnh máy tính, ngồi cạnh máy tính, sitting next to. Sau đó đến bước thứ hai, nghe và loại trừ. Number 1. A. There is a telephone on the woman's desk. A. There is a telephone on the woman's desk. Có một chiếc điện thoại ở trên bàn của người phụ nữ. Câu này chúng ta có thể loại ngay vì chúng ta có thể thấy trong hình ảnh không có chiếc điện thoại nào cả. B. The woman is sitting behind the computer. B. The woman is sitting behind the computer. Người phụ nữ thì đang ngồi đằng sau chiếc máy tính. Thì ở đây trong bức tranh cô gái đang ngồi đằng trước máy tính, vì vậy nên câu này sẽ bị loại. C. The woman is inside a store. C. The woman is inside a store. Câu này thì người phụ nữ đang ở trong một cái office chứ không phải một cái store, vì vậy nên chúng ta có thể loại. D. There are a lot of papers on the desk. D. There are a lot of papers on the desk. Có rất là nhiều giấy ở trên bàn. Câu này thì đúng, vì vậy nên đối với bức tranh này đáp án đúng sẽ là đáp án D. Ví dụ thứ hai. Phân tích hình ảnh này chúng ta thấy được là có một người đàn ông ở sân bay. Vì vậy chúng ta sẽ có các từ như the man, airport, vali thì đang ở trên băng chuyền. Vali là suitcase và băng chuyền là conveyor belt. Người đàn ông thì đang nắm lấy cái vali. Chúng ta sẽ sử dụng động từ như là hold, cầm nắm giữ. Bước thứ hai đó là nghe và loại trừ đáp án sai.
Number 2. A. The plane has arrived at the airport. A. The plane has arrived at the airport. Cái máy bay thì vừa đáp xuống cái sân bay. Ở đây chúng ta có thể loại ngay vì các bạn có thể nhìn thấy là trong bức tranh này không có chiếc máy bay nào cả. B. The man's suitcase is on the conveyor belt. B. The man's suitcase is on the conveyor belt. Chiếc vali của người đàn ông thì đang nằm trên băng chuyền. Câu này có thể đúng. B. The man's suitcase is on the conveyor belt. B. The man's suitcase is on the conveyor belt. C. The man is meeting his friend at the airport. Câu này, người đàn ông thì đang gặp các bạn của anh ấy tại cái sân bay. Chúng ta có thể đọc ngay câu này vì là không có cuộc gặp gỡ meeting nào ở trong hình ảnh này. D. The man is looking in his new suitcase. D. The man is looking in his new suitcase. Người đàn ông thì đang nhìn cái chiếc vali mới của anh ta. Câu này thì chúng ta có thể loại vì người này đang không nhìn vào chiếc vali. Vì vậy, đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án B. Bây giờ các bạn sẽ được luyện tập với các ví dụ mà chúng tôi đưa ra. Nào, các bạn sẽ nghe đáp án và chọn đáp án đúng đối với lại cái hình ảnh ở phía bên trong slide. Number 3. A. There is a helicopter above the city. B. The pilot is landing in the city. C. There are two pilots in the helicopter. D. The helicopter is between the cities. Đáp án đúng ở đây là đáp án A. There is a helicopter above the city. Có một chiếc máy bay trực thăng ở bên trên thành phố. Ví dụ thứ hai. Mời các bạn cùng nghe đáp án. Number 4. A. There is no passenger in the car. B. A passenger is getting in the car. C. The car is parked on the sidewalk. D. There are many people on the corner of the street. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. There is many people on the corner of the street. Có rất là nhiều người ở góc của đường. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài giảng ngày hôm nay. Hy vọng được gặp lại các bạn ở những bài giảng tiếp theo. Thank you.